Chào mừng quý anh chị đã đến với Bất động sản Tiềm năng. Thì trong video lần này thì Bất động sản Tiềm năng sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu về thị trường bất động sản cuối năm 2024. Thứ nhất là cùng nhìn chung về thị trường năm 2024. Thì thị trường bất động sản Việt Nam chứng kiến rất là nhiều biến động so với năm 2023 do ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Thứ nhất là dịch Covid diễn biến rất là phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến sức mua, đặc biệt là phân khúc du lịch nghỉ dưỡng. Về kinh tế vĩ mô thì lãi suất ngân hàng tăng, tỷ giá biến động, ảnh hưởng đến khả năng vay vốn đầu tư bất động sản của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thì theo Bất động sản Tiềm năng, dự báo thị trường bất động sản vẫn sẽ màu mỡ và sẽ dần hồi phục trong nửa năm sau của năm 2024 nhờ những yếu tố tích cực sau đây. Thứ nhất là nhu cầu nhà ở thực tế vẫn cao, nhu cầu về an cư lập nghiệp của người dân luôn hiện hữu, đặc biệt là tại các khu vực thành phố lớn. Về chính sách hỗ trợ thì nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà cho công nhân, góp phần thúc đẩy phân khúc nhà giá rẻ. Về hạ tầng giao thông phát triển thì các tuyến giao thông quan trọng đang được đầu tư, nâng cấp, kết nối liên vùng và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy nhu cầu bất động sản tại các khu vực lân cận. Cái thứ hai là giá thị trường theo từng phân khúc. Thứ nhất là bất động sản nhà ở. Thì đối với bất động sản nhà phố, biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì giá bán ở quý 1 năm 2024 giảm nhẹ so với cuối năm 2023, dao động tùy khu vực và phân khúc, nhưng mà dự báo là nửa sau năm 2024 có thể phục hồi nhẹ, giá ổn định. Nhu cầu thì sẽ giảm so với 2023 do ảnh hưởng bởi lãi suất kinh tế. Tuy nhiên, về phân khúc nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội thì nhu cầu cao do giá cả phù hợp với khả năng tài chính của đại đa số người mua. Về bất động sản cao cấp thì nhu cầu giảm nhưng vẫn sẽ có đối tượng khách hàng riêng. Nhà phố, biệt thự tại các tỉnh thành lân cận thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giá bán sẽ có xu hướng tăng nhẹ do nhu cầu nhà ở gia tăng và nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, về nhu cầu sẽ ổn định nhờ hạ tầng giao thông phát triển, kinh tế khu vực lân cận tăng trưởng. Thứ hai là về bất động sản nghỉ dưỡng. Ở phân khúc cao cấp thì giá bán có thể giảm nhẹ do ảnh hưởng bởi dịch. Tuy nhiên, về nhu cầu sẽ phục hồi chậm, phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh và chính sách du lịch. Còn phân khúc giá bình dân gần thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì sẽ có giá bán ổn định do nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần gia tăng. Về nhu cầu sẽ là tốt do giá cả hợp lý và dễ dàng di chuyển từ thành phố. Còn đối với bất động sản khu công nghiệp, giá thuê đất sẽ có xu hướng tăng nhờ nhu cầu thuê đất khu công nghiệp tăng cao do nhiều doanh nghiệp đổ về Việt Nam, và nhu cầu sẽ là cao vì tập trung tại các khu vực có hạ tầng tốt, thu hút nhiều nhà đầu tư. Và đấy cũng là những dự báo về thị trường bất động sản cuối năm 2024 mà Bất động sản Tiềm năng chúng tôi phân tích. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần tới.